Hello các bạn, đây là hai con iPhone mà mình hay dùng để quay phim đó. Thì sau một thời gian sử dụng thì hai cục pin nó cũng đã bị tra đi rồi. Bên trái này của mình đó là con iPhone 6s, thì bây giờ cái dung lượng pin của nó chỉ còn 29% mà thôi. Còn bên phải là con iPhone 8 Plus, thì dung lượng cũng còn khoảng 82%, nhưng mà nó lại bị tụt pin khá là nhanh. Cho nên mình quyết định là mình mua hai cục pin này để mình thay luôn. Giờ thì ra tiệm để mua pin thôi. Sau một hồi lòng vòng thì mình cũng đã mua được hai cục pin. Đó, một cục cho iPhone 8 Plus có dung lượng 2600 mấy đó, và một cục cho iPhone 6s có dung lượng là 1700. Đầu tiên là mình sẽ mở con iPhone 6s để mà mình thay pin. Nhưng mà trước khi mở thì các bạn nhớ tắt nguồn đi nha. Đó, mình dùng một cái nạy thôi. Mở rất là từ từ. Đó, quan trọng là bước này, khi mà mở cái màn hình ra thì thật là chậm để không bị đứt cái cổng cáp màn hình. Bước tiếp theo là mình gỡ những cái nắp để mà che những cái phần mà kết nối á, thì nó chỉ có hai chỗ thôi. Mình gỡ này ra để lấy được cái màn hình ra nè. Đó, còn chỗ dưới là cái chỗ để lấy pin. Gỡ cái lớp keo dán cố định cục pin lại cho nó sạch sẽ. Rồi, đây là cục pin mà mình mua được đó. Trước khi mà mình thay á, thì mấy anh ở ngoài tiệm kêu mình phải tháo cái lớp siêu này ra để cho khi mà mình xài nó không bị nóng. Thì đó, mình đã tháo rồi và có xin được một miếng keo để dán lại. Như hướng dẫn của mấy anh ở ngoài tiệm bán đồ cho mình thôi. Cái khúc này á, thì các bạn đừng có ịn cái cục pin xuống trước nha, mà mình phải cố định cái cáp chuyển nối với nó đó. Rồi hẳn ịn cục pin xuống. Rồi bước này là mình sẽ gắn những cái cáp màn hình vô và khởi động lên thử coi thử là cục pin này nó có ổn hay không. Rất là nhanh đúng không? Đơn giản. Nó gắn lại mấy cái phần kết nối. Rồi mở nguồn nè. Yeah, tao đã hiện. À, khúc này là pin nó chưa nhận nha các bạn. Nếu mà mình bấm lên mà không thấy dung lượng pin nó hiện lên á, thì các bạn mở ra các bạn gắn lại thử. Đó, nếu mà nó không... Đây. Vô lại coi. Dung lượng pin đã lên được 100% rồi. Vậy là cục pin này ổn nha. Còn nếu mà các bạn bấm lên mà nó không hiện cái phần trăm pin á, thì các bạn nên đem cái cục pin nó đi đổi. Sau khi mà nó lên được á, thì mình tắt máy đi. Và mình sẽ gắn lại những cái nắp che, những con ốc. À, một cái lưu ý nhỏ nha, cho các bạn tự thay á, là những con ốc á, nó có ốc ngắn, ốc dài thì mình gắn cho nó đúng. Chứ mất công con ốc ngắn á, mà mình lại gắn cái con ốc dài vô chỗ ốc ngắn thì nó lại đâm xuống cái men rồi hư đó nha. Rồi thế là xong. Bước này thì các bạn gắn kỹ xí cho nó khít cái ron vô nè. Rồi bóp nhẹ từng góc thôi, để sát cái màn hình vô, khởi động lên là xong. Đó, gắn hai con ốc cuối cùng. Ten. Nhưng mà chưa xong nha, bước cuối cùng các bạn phải gắm cái cọng dây sạc vô, coi thử coi là nó có vô được sạc hay không. Đây, nó đã nhận sạc rồi nha. Đó, đang sạc nó, pin đang là 67%, sạc vô mới ok nha, sạc không vô thì vẫn đi đổi pin nha.